tình hình là tháng ngâu thị trường hiện giờ sự rất là buồn chán luôn chị, không buôn bán được gì cả. Nhưng mà có xe đẹp thì bên em vẫn thu về à. Nên giá xe bên em đang bán thì các anh chị nếu mà quan tâm đang thích dòng xe nào bên em đang có thì cứ cầm tiền qua bên em xem xe trực tiếp à. Đừng trả giá qua điện thoại à, rất là khó chốt anh chị. Cầm tiền qua xem xe trực tiếp sẽ có mức giá cực kỳ hợp lý cho cả đôi bên à. Thì hôm nay bên em về một chiếc xe cũng rất là đẹp đây anh chị. Đây là Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G 2021, xe mang nước sơn màu đen, tư nhân một chủ và mới chạy có 32.000 km thôi anh chị. Nội thất xe này còn rất là đẹp luôn, 4 lớp theo xe thì vẫn còn dày và lớp dự phòng thì chưa có lăn luôn ạ. Bản G này thì cũng trang bị nhiều tiện ích lắm anh chị. Ta có đèn chiếu sáng là bi LED Rosetta, ghế da, ghế tài là chỉnh điện, có điều hòa tự động, chế độ lái thể thao và chúng ta có luôn gương chống chế điện, vô lăng thì bọc da, có cruise control, cảm biến lùi, công bằng điện tử, 7 túi khí an toàn. Xe này thì còn đẹp lắm ạ. Nếu mà anh chị đang cần tìm một chiếc xe về để sử dụng gia đình và để sử dụng lâu dài thì có thể nghiên cứu về chiếc xe này chị nha. Corolla Altis thì nổi tiếng về độ bền, rất là bền luôn. Chúng ta yên tâm sử dụng trong thời gian dài. Xe này thì không có điểm nào để chê cả. Xe thì không lỗi anh chị nha. Cam kết với anh chị là xe không đâm va cấn đụng, không bị thủy kích, động cơ hộp số zin, không tua đồng hồ km sùng chỉ zin ạ. Bao kiểm tra và bao vận chuyển toàn quốc ạ. Xe cam kết thì bên em sẽ hoàn đủ tiền. Nếu mà anh chị quan tâm đến chiếc Altis phiên bản 1.8G 2021 mới chạy có 32.000 km này thì liên hệ với em Duy tại Bình Vĩnh Phú Auto ạ. Salon bên em thì ở Vĩnh Phú Hưng An Bình Dương, gần cổng chào Bình Dương ạ. Cách ngã tư Bình Phước chỉ 1 km thôi ạ.